Vâng, siêu đây, em Chiến que và giới thiệu cho các bác. Đây là những mẫu dây AV, dây nguồn và dây loa Aquaphay đã có hàng về cho các bác nha. Đợt này về số lượng khá nhiều, giá rất là tốt cho các bác nha. Đây là những dòng dây Aquaphay, hàng của Nhật nha các bác. Và em về được hai bộ ba lăng của Audionaut, chỉ có hai bộ thôi nha các bác, dài dài 1 mét. Thì sau đây em sẽ báo giá và que cho các bác cùng xem. Đây là những dòng dây Aquaphay rất là danh tiếng mà được anh em audio ở Việt Nam chúng ta sử dụng rất là nhiều. Đây là dây nguồn, đây là dây loa. Dây loa là theo tiêu chuẩn của hãng cũng như quốc tế là 2,5 mét một vế nha các bác. Và dây AV là 1 mét nha. Và mọi chi tiết các bác chốt hàng và xém cho mình, các bác cứ liên hệ cho em hai số điện thoại ở trên tấm biển kia. Đối với những dòng dây tầm tiền thì em sẽ ship tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng và thanh toán. Còn các bác nào có thể chuyển khoản được trên điện thoại thì cũng có thể chuyển khoản giúp em. Hoặc là các bác cứ hàng tới các bác thanh toán. Các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại hoặc là nhắn tin cho em nha. Đây, đây là những dòng dây nguồn phục vụ các bác dòng những âm ly high end sử dụng jack 3 chấu 2 mát một lửa như thế này. Các bác nào mà đang có những con âm ly Aquaphay cao cấp hoặc là những dòng Lukman, những dòng âm ly tích hợp high end sử dụng những dây nguồn như thế này, nó hỗ trợ cho chúng ta nguồn đầy đủ cho âm thanh sạch sẽ, độ chi tiết cao và độ chống nhiễu rất là tốt. Những dòng đặc biệt của Aquaphay được bẹp chống nhiễu bằng từng sợi đồng nhỏ phía ngoài ngoài, bên trong là rất là nhiều lớp nha, tăng cường chống nhiễu rất là tốt. Đây là dòng 40TH của nha. Dây dài 1,5 mét nha các bác, 1,5 mét. Thì giá một bộ dây nguồn Aquaphay bên em đang chào bán là bao ship cho các bác là 850, bằng giá như dòng dây AV nha. Những cái mẫu âm ly high end thường người ta kích thích kèm theo những cái bộ dây nguồn theo máy thì nó chất lượng nó không có, nó chỉ có đạt tiêu chuẩn thôi, nó đạt thôi chứ nó không có cao cấp nha các bác. Nên là nhiều hãng đã nghiên cứu và sản xuất ra những bộ dây nguồn tích hợp luôn là chống nhiễu và độ ổn định cao khi máy hoạt động tích ở giai đoạn tốt cao cấp. Khi hoạt động càng lâu máy càng nóng thì yêu cầu nguồn nó phải hỗ trợ đủ, thì những bộ dây nguồn này nó sản xuất ra để phục vụ những cái điều đó nha các bác. Thì thật sự những cái dây nguồn theo những âm ly Lukman hoặc là Aquaphay thì nó bán rời ngoài chỉ có 200.000 thôi đấy các bác. Thì anh em chơi thường sử dụng mua thêm những bộ dây nguồn high end cao cấp riêng để đầu tư thì giá 850.000 đã bao gồm phí ship nha. Và AV cũng vậy nha các bác. AV cũng 850.000 nha các bác. AV thì nó chống nhiễu một chiều, nó các bác phải cắm theo điều hướng nha, nó mới phát huy tốt cái hiệu quả nó đưa đến nha. Đầu rác mạ vàng hết nha các bác. Đặc trưng của dòng 40TH cũng là bẹp chống nhiễu phía ngoài luôn nha. Dây dài 1 mét cũng 850.000 bằng giá với cặp dây nguồn. Và dây loa là 2,5 mét một vế, đầu bắp chuối nha các bác, bắp chuối. Các bác thấy đầu rất rất là đã, đặc trưng của dòng 40TH nha, cũng bọc chống nhiễu phía ngoài luôn nha, 2,5 mét một vế. Thì giá bên em Chiến đang rất là tốt, số lượng nó về khoảng mấy chục bộ trong vừa về. Về là giá là 2 triệu nha các bác, 2 triệu, giá nó bao gồm phí ship nha. Hoặc là nhanh tay thì liên hệ cho em. Các bác có thể giới thiệu cho bạn bè và anh em chơi audio đang cần một bộ dây loa nghi hay, vừa có thể mang tính chất trưng bày rất là đẹp trong phòng khách. Tất cả đầu bắp chuối nha các bác. Và bên em có phân phối thêm, mà các bác nào đang cần những bộ jack chuyển đổi mà tốt thì các bác liên hệ cho em. Một bộ như thế này giá 400.000 nha các bác, rất xịn nha. Dây là dây bạc nha các bác, thì cắm vào những âm ly cổ để cắm vào như thế này đấy. Giá bộ này là 400.000 nha các bác. Còn về được hai bộ dây ba lăng Audionaut thôi nha. Đợt này về được hai bộ nha, giá là 2.300.000 nha các bác, 2.300.000, nhanh tay nha các bác. Hai bộ hai cục chống nhiễu nha, dây dài 1 mét nha, ba lăng 2.300.000, chỉ có hai bộ về trong ngày nay. Các bác nào lấy thì liên hệ nhanh tay cho em nhé. Audionaut, đặc trưng của dòng Audionaut thì bên em có cả AV nha. AV nó cũng 1 mét thì nó 2 triệu, còn 1,5 mét là 2.200.000, còn ba lăng là 2.300.000 nha các bác. Thì ba lăng chỉ có hai bộ thôi nha, nó là dòng tinh thể bạc nha, rất là thích hợp cho các bác chơi những dòng nghe âm thanh high end và chơi đèn. Thì những con này nó tiếng rất là bay nha, lung linh, giải cao rất là hay, tơi tiếng ca sĩ tuyệt vời.
2.300.000. Rồi các bác nào có nhu cầu về những bộ dây loa, dây nguồn, dây AV của Aquafy dòng 40 kỷ niệm 40 năm thì các bác liên hệ cho em nha. Và hai số điện thoại này. Dây nguồn với dây AV là 850.000, còn dây loa là 2 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship. Các bác nào có chơi loa cổ, âm ly cổ thì lấy thêm jack thì 400.000 bộ nha các bác.